Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài Nam Quốc Sơn Hà, bài thơ thần khẳng định chân lý độc lập của đất nước theo Nguyễn Hữu Sơn, sách giáo khoa ngữ văn 10, bộ sách Chân trời sáng tạo Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần trước khi đọc Câu hỏi số 1 trong phần này như sau Ghi lại những suy nghĩ, cảm nhận của bạn về bài thơ Nam Quốc Sơn Hà như vậy bài thơ ngày hôm nay của chúng ta là một bài thơ thần khẳng định chân lý độc lập của dân tộc điều đó khẳng định ngay từ đầu câu thơ câu thơ tiếp theo đã tiếp tục khẳng định chủ quyền và tính chất chính nghĩa của việc phân chia lãnh thổ câu thơ thứ ba tác giả chỉ ra sự tàn bạo của bọn giặc với thái độ coi thường coi chúng là nghịch lỗ và cuối cùng là hồi chuông cảnh tỉnh vang lên một lời cảnh báo hiệu triệu Lời tiên tri khẳng định tự tin về sự kháng lợi của quân dân ta. Như vậy, với bài học này, với câu hỏi số 1, các em có thể cảm nhận rằng bài tuyên ngôn đã khẳng định chủ quyền của dân tộc và đi dọa cảnh kéo giặc ngoại xâm sẽ chuốc lấy thất bại nếu như dám đến xâm lược bờ cõi nước Nam bằng những lời lẽ đanh thép và đầy chất thuyết phục. Đến với câu hỏi đầu tiên trong phần đọc văn bản, xác định những câu văn cho thấy tác giả đã liên hệ với bối cảnh văn hóa xã hội để hiểu câu thơ sâu sắc hơn vậy thì để trả lời được câu hỏi một này các em hãy đọc kỹ lại toàn bộ văn bản và đánh dấu những câu văn cho thấy tác giả đã liên hệ với bối cảnh văn hóa và xã hội nhé chúng ta nhận ra các câu văn đó là các câu văn câu đầu tiên trong chữ hán chữ đế và chữ vương đều dịch là vua đều đại diện cho nước và cho dân. Tuy nhiên, đế bao giờ cũng cao hơn vương, vì trong xã hội phong kiến Trung Hoa thường tồn tại vị hoàng đế có ý quyền tuyệt đối trong một triều đại chính thống, còn lại người đứng đầu các nước nhỏ yếu bốn phương nếu quy phục sẽ được phong vương. Tiếp theo là đến với phần sau khi đọc, câu hỏi số 1 có nội dung như sau xác định hệ thống luận điểm, lý lẽ và bằng chứng của văn bản trên, sửa và bản sau, làm và vỡ. Và sách giáo khoa đã đưa ra cho chúng ta một bảng gồm hai cột, cột về luận điểm và cột về lý lẽ và bằng chứng. Bây giờ, các em hãy xem các luận điểm có trong bài học và nêu các lý lẽ và bằng chứng tương tự nhé. Đầu tiên, chúng ta xác định được luận điểm số 1 trong bài chính là chân lý độc lập chủ quyền của đất nước đã được tác giả khẳng định từ đầu bài thơ. Tác giả đã phân tích từ vương trong bối cảnh xã hội phong kiến. Bên cạnh đó, với câu thơ thứ hai, tác giả lại tiếp tục khẳng định quyền độc lập và tính chất chính nghĩa của việc phân chia lãnh thổ. Sau đó, tác giả đã đưa ra các yếu tố để phân tích cách nói định phận tại thiên thư. Về luận điểm số 3, tác giả đưa ra đó là việc kẻ thù đến xâm phạm tinh thần, yêu nước và hành động ngang ngược của quân giặc và ý thức trách nhiệm của mỗi người trước hiện tình của đất nước. Tác giả đã phân tích các từ ngữ như là nghịch lỗ, từ như hà. Và cuối cùng, đó là lời cảnh báo, lời tiên tri khẳng định quân Đại Việt nhất định thắng và quân giặc nhất định sẽ phải thua. Tác giả đã phân tích các từ như là nhữ đẳng và thủ bại hư. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Văn bản trên được viết ra nhằm mục đích gì? Tác giả đã thể hiện quan điểm như thế nào khi bàn về bài thơ Nam Quốc Sơn Hà? Như vậy, các em hãy đọc kỹ lại bài thơ để có thể nhận ra được mục đích mà tác giả viết ra bài văn mãn này nhé. Chúng ta thấy rằng bài học ngày hôm nay của chúng ta được viết ra nhằm mục đích chứng minh bài thơ Nam Quốc Sơn Hà là bài thơ thần của Lý Thường Kiệt khẳng định chân lý độc lập của đất nước. Ngoài ra, tác giả còn có quan điểm khi viết về bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, đó là thái độ tôn trọng, muốn khẳng định tính chân lý và thuyết phục của bài thơ. Đối với câu hỏi số 3 có nội dung như sau, các luận điểm trong văn bản được sắp xếp theo trình tự nào? Cách sắp xếp ấy có tác dụng gì? vậy thì các em hãy đọc lại toàn bộ văn bản và chú ý hệ thống luận điểm trong bài và cách sắp xếp các luận điểm mà tác giả đưa ra nhé ta thấy rằng các luận điểm trong văn bản được sắp xếp theo trình tự hợp lý theo trình tự từ nội dung của các câu thơ trong bài nam quốc sơn hà và cách sắp xếp ấy khiến cho chúng ta cảm thấy văn bản trở nên tuần tự và người đọc sẽ dễ nắm bắt hơn về nội dung cũng như là có thể giúp họ Hình dung một cách đầy đủ nhất về nội dung của bài thơ đây. Đến với câu hỏi số 4 với nội dung như sau, ở đoạn văn đầu tiên, tác giả đề cập đến sự phân biệt đế và vương trong xã hội phong kiến Trung Hoa nhằm mục đích gì? Vậy thì trước hết, các em phải hiểu rõ được hai từ đế và vương, sau đó chúng ta sẽ phân tích nhé. Ta thấy rằng ở đoạn văn đầu tiên, tác giả đã đề cập đến sự phân biệt đế và vương trong xã hội phong kiến Trung Hoa nhằm làm rõ chữ đế trong câu thơ Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đề Cư giúp người đọc hiểu được ý thức tự chủ và sự khẳng định chủ quyền của đất nước trong câu thơ đầu cũng như toàn bộ bài thơ Nam Quốc Sơn Hà đấy. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Tác giả cho rằng bài thơ Nam Quốc Sơn Hà xứng đáng được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc bạn có đồng ý với ý kiến này hay không? Vì sao? Vậy thì các em hãy đọc kỹ lại văn bản và hiểu được thế nào là một bản tuyên ngôn độc lập, sau đó mình sẽ nêu ý kiến riêng của bản thân mình nhé. Như vậy ta nhận ra rằng tác giả đã cho thấy được bài thơ Nam quốc sơn hà xứng đáng được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. Chúng ta đồng ý với ý kiến này bởi vì xét về mặt thời gian thì đây là bài thơ sớm nhất khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc. Hơn hết nữa, đây còn là bài thơ khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc Việt Nam cũng như trong thời điểm mà nó ra đời đã mang tính chất răng đe, quân giặc đang xâm lược nước ta lúc bấy giờ. Như vậy, Nam Quốc Sơn Hà có thể coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta các em nhé. vậy là cô cùng các em đã cùng nhau hoàn thành xong bài học ngày hôm nay các em hãy truy cập vào trang lời giải hai com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài giải lần sau